Dạ vâng, kính thưa quý vị, cũng là câu chuyện của Ukraine. Đó là lời của Tổng thống Ukraine. Ông ta đã đưa ra một nhận định rằng lẽ ra trưng cầu dân ý để Kiev có thể gia nhập NATO hay không. Tổng thống Zelensky đã nói lẽ ra người dân nên được bỏ phiếu để quyết định Kiev có nên gia nhập NATO trước khi chính phủ tiền nhiệm đưa điều này vào hiến pháp. Tôi tin rằng những vấn đề như vậy sẽ được quyết định bằng trưng cầu dân ý. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đã phát biểu với báo chí ngày hôm nay đề cập triển vọng Ukraine sẽ trở thành một thành viên của NATO. Những vấn đề như vậy phải được người dân quyết định trước khi đưa vào hiến pháp. Năm 2019, dưới thời chính quyền của Tổng thống Poroshenko, Ukraine thông qua bản sửa đổi hiến pháp coi là mình trở thành thành viên của NATO và là mục tiêu chiến lược của đất nước. Các quốc hội Ukraine và Poroshenko cũng rất ủng hộ cho Ukraine gia nhập liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu. Pháp và Đức cần phải làm nhiều hơn nữa để đưa Ukraine tiến gần hơn việc gia nhập NATO. Bản thân họ phải quan tâm đến việc nắm chắc vấn đề này. Tổng thống Ukraine nói thêm, ông Zelensky thừa nhận Ukraine muốn gia nhập NATO và đã liên hệ nhiều năm, nhưng quá trình này đang bị đình trệ. Con đường gia nhập NATO và Âu Châu rất dài. NATO là sự bảo đảm an ninh. Đó là những gì mà chúng tôi muốn đạt được. Sự bảo đảm này có nghĩa rằng chúng tôi sẽ không đánh mất nền độc lập của mình. Nước Nga hồi tháng 12 năm 2021 đã gửi những yêu cầu an ninh 8 điểm với làng ranh đỏ cho Hoa Kỳ và NATO, trong đó yêu cầu bảo đảm về mặt pháp lý rằng NATO không kết nạp thêm bất cứ quốc gia nào đã từng thuộc về khối liên xô cũ đó là lời yêu cầu và đó cũng là một cái thách thức mà nước nga đã đưa ra cho nato cũng như hoa kỳ tuy nhiên thì khối nato cũng như hoa kỳ đã nói rằng ukraine có quyền độc lập họ có cái tự chủ và họ có quyền gia nhập hay là họ không gia nhập đó là quyền của ukraine chứ không phải là quyền của nato nato chỉ đứng trên cái bề diện xác diệt mà thôi đó là lời của hoa kỳ cũng như nato trả lời với nước nga một cách đanh thép như vậy và chắc chắn trong một thời gian dài nato cũng sẽ chấp nhận và thu nhận ukraine trở thành thành viên của họ mà thôi